Các bài tiếp theo này chúng ta sẽ đi làm một cái đi thử demo một cái thằng là auto complete nhé, xem thì nó là như nào nhé. Chắc các bạn vẫn chưa hình dung ra được nó như nào đâu. Thì ở đây chúng ta có cái code gợi ý đây nhé, ở trong slide các em có thể xem hoặc là lên mạng search đúng không? Auto complete example xem là nó làm thế nào, hoặc là có thể vào YouTube xem đúng không? Rất nhiều kênh chúng ta tham khảo. Thì quy tắc làm thế nào? Quy tắc làm thì nó giống hoàn toàn cái thằng lead view luôn. Do đó là làm một lead view thì xem như bài này là bài củng cố lại cái thằng lead view thôi nhá. Thì các bạn có thể là tạo một sách mới đi, còn mình sẽ làm chung một sách nhá. Mình chung làm chung trong này luôn, còn các em có thể là nên tạo một sách mới, tạo thật nhiều nhất có thể. Ở đây mình sẽ tạo một cái class vào một cái kia thôi. Class tạo một class tên là gì nhỉ? Auto complete. Auto complete. Activity. Click OK. Đó. Cái lớp đó, nó là cái tên lớp đó. Sau đấy mình extend cái thằng là app codepack để cho nó thành một cái màn hình điện thoại. Và nhớ để ở đây là public cho mình nhé. Public. Rồi. Chúng ta sẽ gọi cái hàm chạy của nó đúng không? On click. Nó giống như hàm static void main ấy. On click. Rồi, gọi set content view, gọi view ra cho nó đó. Gọi view. Tuy nhiên chúng ta chưa có view. Gọi view là set content view đấy. Chúng ta phải đi tạo một cái view. Chúng ta vào phần layout new. Cách thứ hai để tạo một cái view thôi. Cách thứ hai, khi mà các em mà tạo từng cái class mà nó quen rồi, các em có thể tạo một cái màn hình nhanh hơn cái cách vừa rồi bằng cách là các em new nhé. Các em có phía dưới nó có một phần là activity đó, các em có thể chọn empty activity. Thì khi chọn chức năng này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một lúc cả file Java và cả file gì, file email thử luôn nhá. Thì tuy nhiên thì vừa rồi thầy đã tạo xong cái file Java rồi, nên thế là tạo, bây giờ tạo phát nữa thì nó lại thừa mất. Thì bây giờ thầy tạo riêng, đây là tạo một cái file layout resource file đó. Và để mặc định ra như layout và đặt tên ngược lại với thằng này, thằng từ phía trên thôi, activity gạch dưới auto, nhớ viết liền tất cả nhá, viết thường tất cả nhá, auto nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, complete. Nó nghĩ kiểu là học PHP, thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều là các em phải viết tên file, chủ tên lớp và tên class, nó phải là ký tự đầu tiên Việt Hoa. Cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều nhưng vẫn nhiều em vẫn cố tình viết không đúng, và đến lúc đưa lên server nó bị lỗi. Và có nghĩa là lúc nhắc như thế thì thầy cũng đã bảo là các em phải viết đúng như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì ở lớp của Hot nó chạy rất bình thường, chữ hoa không phân biệt chữ hoa thường, nhưng lên server nó phân biệt hoa thường và nó phân biệt cả cái ký tự đặc biệt nữa cơ. Nó bắt buộc class phải là viết ký tự đầu phải viết hoa. Và nhắc đến nhắc lại nhiều nhưng mà nhiều em vẫn cố tình không biết hoặc là cái gì đấy lờ đi đó. Đến lúc mang lên server chạy lỗi tùm lum hết cả lên đó. Tùm lum những lỗi đấy các bạn chưa bao giờ gặp, vì các bạn chắc là nó không bao giờ fix được, chỉ có giáo viên mới fix được thôi, có người hướng dẫn các em fix được thôi. Còn một lít. Rồi ok, tạm thời thế. Click ok nhé. Rồi, quay sang cái phần code này. Là code thôi. Ở đây rất đơn giản là chúng ta chỉ đi tạo một cái thằng là auto complete
How to complete. Ok. À, chúng ta có thể để cho nó cả màn hình luôn cũng được. Map parent và map parent cả thằng demo thôi mà. Ở phía trên các em để cho thầy một cái padding 10 dB để cho nó cách màn hình ra chút. Rồi, và từ đây trở về sau các em cứ tạo ra một cái control gì, đây là một control đúng không ạ? Một cái view đúng không ạ? Control. À, thì các em đặt cho thầy ra đi luôn. Bởi vì chắc chắn là chúng ta đã tạo ra view thì đa số chúng ta phải tương tác với nó cả. À, view ở trên cái thằng Android này đa số chúng ta tương tác cả nhá. Gần như 90% trên 90% chúng ta đều tương tác, thi thoảng mới gặp một cái view mà chúng ta không tương tác. À, vì vậy là chúng ta phải đặt tên cái thằng này là đặt tên thế nào ạ? ACT nhá. ACT. Người ta đặt thế nào mình cứ đặt thế thôi nhá. Lúc này chúng ta nhìn cái ví dụ bên ngoài, người ta đặt ACT, ta đặt ACT. Auto complete. Cũng môn học đi nhá. À, chúng ta thấy thì danh sách môn học. Rồi. Ok, thế thôi. Sau đấy thì ở phía ngoài cái thằng file Java, chúng ta làm y xì giống như cái thằng ở đấy. Thứ nhất là gọi view đấy nhá. Set content view. Ar.layout. Chúng ta có activity auto commit. Thi thoảng nó báo lỗi ở đây nhá, hoặc là báo lỗi error này, thì có nghĩa là có thể là nó đang chưa nhận cái thư viện thôi. Em tắt cái Android đi, bật lại thì có khả năng nó được, khả năng cao cũng được. Sau đấy thì bây giờ bước tiếp theo chúng ta là anh khai báo và ánh xạ nhé. Nhớ khai báo ánh xạ thì chúng ta chỉ có một cái đối tượng thôi, thế là auto complete, auto complete tag view ạ. ACT môn học nên đặt từng trùng nhau. ACT môn học. Rồi, sau đấy chúng ta ánh xạ, nhớ ánh xạ nhé. Không ánh xạ nó sẽ bị, khi đấy chúng ta dùng cái thằng ACT môn học này nó bị null nhé. Bằng, và trong trường hợp này với Android các phiên bản mới sau này thì các em không cần ép kiểu đâu ạ. Nó tự động nó nhận nhé. Em gõ luôn là file đi, các em có thể gõ viết tắt là FB. FB nó hiển thị lên cho chúng ta luôn file view by ID. R.id chấm ACT môn học. Đó, ánh sáng xong rồi thì chúng ta sẽ khai báo một cái thằng adapter. À, chúng ta dùng adapter có sẵn là đấy chính là thằng gì ạ? Array. Array adapter đúng không? À, một cái adapter, khai báo một adapter. Thứ hai là khai báo một cái gì ạ? Một cái mảng đúng không? Một cái mảng dữ liệu. List đi. Ta dùng list, list này list string. Đúng không? Chứa các string. Chúng ta gọi là list môn học. Đó. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo cái mảng dữ liệu môn học. Thì cái mảng dữ liệu môn học thì bài trước chúng ta có rồi nhá. Em copy sang em luôn về luôn cho đỡ mất thời gian. Là chúng ta chỉ xin cái mỗi là thầy đã bảo với các em rất nhiều là có nghĩa là những cái gì mà mình gõ ra thì mình hoàn toàn có thể làm gì ạ? Copy lại, không nên copy của người khác thôi. Nhưng mà khi đi làm thật, làm kiếm tiền là phải copy đi nhá. Không, khi làm thật mà kiếm tiền mà không copy là không không kiếm được tiền đâu. Học thì không nên copy của người ta mà nên gõ lại, không hiểu gõ lại, gõ lại rồi từ 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 nó sẽ hiểu. Còn đi làm thật mà không biết ăn cắp là hỏng rồi. Rồi, viết môn học array này lỗi chắc là chỉ import thôi, nó tự động nó import vào. Ok. Gì đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ new adapter lên. Adapter.
bằng này, new array after ba đối số, nhớ nhé, array after kể cả nâng cao hay là cơ bản cũng ba đối số. Thứ nhất là màn hình hiện tại này, chúng ta không phải là main activity mà là auto compress activity .zip. Đối số thứ hai là cái file layout, file layout chúng ta lấy trong Android chấm này, r chấm layout chấm simple drop item online. Đối số thứ ba là cái mảng dữ liệu, mảng dữ liệu chúng ta nó chính là cái list môn học. Sau đây chúng ta gắn cái adapter này cho cái thằng auto compress thôi. Chúng ta có act môn học chấm set adapter, cái adapter. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có act môn học chấm set thread hold nhá, một. Rồi set thread hold là cái số lượng ký tự mà cho phép chúng ta gõ vào cái ô nhập nó để nó tìm kiếm nhá. Ở đây chúng ta đang để một, tí nữa chúng ta sẽ thử trường hợp hai xem nó như nào. Ok, chúng ta chạy ra thử này. Chúng ta chạy tấn công, à như vậy thì chúng ta đang chạy cái bài cũ đúng không, bởi vì chúng ta chưa thay đổi ở trong cái thằng gì Android Manifest. Em phải thay đổi ở trong Android Manifest nhé. Android Manifest của chúng ta em có thể đổi thành là cái thằng này là gì, đúng rồi, auto compress, thế thôi là nó sẽ chạy cái màn hình auto compress. Rồi, thử lại. Ok, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đang để ở cái dạng là cái gì nhỉ? Mắt lần của cả chiều cao và chiều rộng, như thế là chúng ta nhìn thấy là nó đang là hình thủy như này. À, thì tuy nhiên ta nên để chiều cao nó là grab tên thôi. Đây ví dụ chúng ta gõ chữ L đúng không, nó hiển thị lên ta lập trình nhưng mà nó chắc là nó đang bị ẩn đấy, thì bị thiếu hoặc là bị ẩn đấy. Thì các bạn để lại cho mình cái giao sửa lại cái hình giao diện một chút, là chúng ta sẽ để lại ở cái dạng là ở trong hay này, để cho nó là grab content thôi. Còn cái thằng này thì chúng ta sẽ để cho nó là ở đây đang vertical đúng không? Chúng ta có thể để là dạng là horizon đi, horizon nhá. Sau đấy thì thằng này cũng để grab content thì nó bao nhiêu tầm bao nhiêu? Hơi bé đúng không? Ta kéo sang cho nó to to ra chút này. Là ok. Sau đấy bên phải các bạn này để một cái gì nữa nhỉ? Để một cái ô tách hoặc là một button gì đấy đúng không? Không rồi, cứ tạm thời. Bởi vì là bởi chúng ta gợi ý là chúng ta bảo là chọn cái gì nhỉ? Gõ ký tự để. Gõ ký tự để mà. Đây này. Tag view, grab content, grab content. Cái này chúng ta không tương tác, chúng ta chỉ hiển thị thông báo thôi. Gõ ký tự để
tìm kiếm môn học chẳng hạn. Rồi, chạy. Nó đang in dần nhé. Ta chờ một tí nó in dần là xong nó sẽ lăn luôn. Lăn chờ, đang lăn chờ, chạy luôn. Đó, gõ cái từ tìm kiếm ví dụ như là lập trình Java đấy thì nó lên cho chúng ta là cả một loạt lập trình Java luôn, đúng không? À, chữ G thôi, sao nào? Đó, thì nó lên chúng ta là cái ký tự là gì ạ? À, Java, đúng không? À, ví dụ như là chữ A, à, nó lên ra là Android, đúng không? Đó. Thì cái như vậy thì bây giờ giả sử như là chúng ta sẽ là tìm Java đúng không? Ra này. Đó. Bây giờ giả sử như là cái thằng này chúng ta cho thêm một cái thằng nữa là iOS khác này đi. Đó. iOS 2 đi, đúng không? Đó. Java 2. À, chúng ta cho cái thằng toilet holder là 2 1, có nghĩa là tìm một ký tự theo cái từ khóa, theo ký tự. 2 có nghĩa là tìm 2 ký tự. 3 có nghĩa là tìm 3 ký tự, đúng không? Ta có thể là cho 3 xem nào. Cho 2 trước đi. Trở lại. Chúng ta gõ là ví dụ ở đây là chúng ta gõ là C. À, như vậy thì hai thì bắt đầu hai, chúng ta gõ hai từ thì bắt đầu nó mới tìm, đúng không? Đó, bắt đầu chúng ta gõ hai cái từ nó mới tìm. À, từ đó ra chúng ta là hai cái thằng Java là Java và Java 2. À, tương tự như vậy thì ba cái từ cũng thế, bốn cái từ cũng thế, thì chúng ta gõ bốn cái từ thì bắt đầu nó mới tìm nhá. À, đấy là chính là ý nghĩa của thằng autocomplete. À, các em có thể thử thêm. Thì trong một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể là dùng autocomplete để mà tìm kiếm một cái danh sách nào đấy trong một cái tập dữ liệu theo ký tự. À, rồi ok, cái bài tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu đi thẳng vào cái thằng lead view nâng cao luôn nhá. Cái thằng này nó quan trọng hơn và để chúng ta chuyển sang cái phần học phần cơ sở dữ liệu.